Trong thời gian qua, nhiều đối tượng đã sử dụng biển số xe giả để gây án, đe dọa trật tự an ninh xã hội và khiến cơ quan điều tra gặp khó khăn khi phá án. Qua phản ánh của người dân, phóng viên của Chuyển động 24 giờ đã có những hình ảnh được ghi lại bằng camera giấu kín, vạch trần chiêu thức sản xuất biển số xe giả. Địa điểm là tại một cơ sở in ấn biển quảng cáo ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Có đúng nhà này không? Bên ngoài treo biển, in ấn các loại giấy tờ, biển quảng cáo. Thế nhưng lại nhận làm cả biển số xe máy, ô tô, các loại. Vì đây là những hình ảnh đã được ghi lại ở bên trong cơ sở này. Không cần phải trưng ra đăng ký xe hay bất kỳ giấy tờ nào. Muốn thiết kế biển số ở tỉnh nào cũng sẽ được đáp ứng. Mọi chuyện chỉ được giải quyết bằng vài cú click chuột khi tất cả các chữ cái và số tạo nên một chiếc biển kiểm soát đều đã được cài sẵn ở phần mềm chuyên dụng trên máy tính. Muốn số nào cũng được à? Vì đây là công đoạn đầu tiên nên phần chữ và số được kiểm tra rất tỉ mỉ trước khi in cắt. Trong lúc người này điều khiển máy in thì một người khác khẩn trương cắt tấm tôn mỏng tương xứng với kích thước biển số ở phần phía trước và phía sau. Trong biển nó có cái chữ là màu đỏ nào mà dán màu đỏ. Công nghệ mà. Công nghệ mà người này tự tin nhắc đến chính là công nghệ làm biển số giả. Thông thường phần số trên biển kiểm soát thật sẽ được dập nổi. Nhưng thay vì dập nổi, ở đây để tạo độ dày, độ nổi cho phần chữ, phần số trên tấm biển. Họ dùng cách dán đè nhiều lớp giấy màu đã in sẵn cùng cam kết chắc nịch về độ bền khi sử dụng. Dán đè để cho cái chữ nó nổi á, nó dày hình chữ. Phải dán 3 lần ạ? 5 lượt. Thằng này chỉ có bị rơi ốc vít hoặc là mất biển thôi, còn gần như không mà hỏng. Mọi thao tác đều diễn ra thuần thục, nhanh gọn, chứng tỏ họ đã quá quen với công việc làm biển số. Qua bàn tay của người này, hình thù chiếc biển kiểm soát giả đã dần lộ diện. Cuối cùng là thằng nào? Là chuẩn à? Trên mỗi biển số do Bộ Công an phát hành, luôn được dập nổi công an hiệu. Đây là chi tiết vốn dĩ được coi là bảo mật của ngành, dựa vào ký hiệu đó để cơ quan công an nhận diện biển số hợp pháp. Tuy nhiên với công nghệ tinh vi thì ký hiệu này được làm giả chỉ sau một thao tác, vì công an hiệu cũng đã được in sẵn. Có hôm bóc dễ lắm luôn. Bên này bị lỗi. Lỗi nha, bỏ nha. Phải mất đến 2 lần, công an hiệu trên tấm biển số giả mới được dán xong. Một chi tiết khác để nhận diện biển số hợp pháp là lớp vân phản quang do Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an thiết kế. Thế nhưng ở đây, lớp vân đó đã được làm giả bằng giấy dán phản quang. Đến công đoạn này, việc làm biển số giả gần như đã hoàn tất. Việc còn lại là tạo màu đen cho các chữ số. Vậy là chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, hai người đã hoàn thiện một cặp biển số dành cho ô tô. Mà nếu nhìn qua thì khó ai có thể phân biệt được cặp biển số giả này đã khác những biển số do cơ quan công an cấp ở chi tiết nào. Và cũng khó ai có thể biết được đã có bao nhiêu tấm biển số xe giả được sản xuất trót lọt từ đây, khi công nghệ làm biển giả đã trở nên công khai và nhanh gọn như thế này. Đã có rất nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản, gây tai nạn giao thông, đâm chết người rồi bỏ chạy, mà các đối tượng đã sử dụng biển số giả làm công cụ để gây án. Vậy biển số giả có từ đâu? Được ra lò bằng công nghệ nào? Đón xem tiêu điểm hiểm họa từ biển số xe giả phát sóng lúc 11:30 trưa ngày mai 19 tháng 8 trên VTV1.